Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Do Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 15. Quyển 34, phẩm thập địa thứ 26, thứ nhất Hoàn Hỷ Địa. Giảng giải Kinh Hoa Nghiêm có 39 phẩm, 80 quyển. Hiện tại giảng đến phẩm thứ 26 trong kinh, đó là phẩm thập địa. Tại sao gọi là phẩm thập địa? Vì địa, đất hay sinh trưởng vạn vật, tất cả vạn vật cũng nương theo đất mà sinh, nương theo đất mà lớn, nương theo đất mà thành, nương theo đất mà trụ, nương theo đất mà được giải thoát. Trong đất lại có đủ thứ bảo tàng, đủ thứ vật chất quý trọng, cho nên con người mới phát quật mỏ vàng, mỏ đá quý, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ thiếc, vân vân các thứ khoáng sản từ dưới đất. Trong phẩm thập địa cũng có tất cả các mỏ, như mỏ Phật, mỏ Bồ Tát, mỏ Thanh Văn, mỏ Duyên Giác, mỏ Cõi Trời, mỏ Nhân Gian, mỏ Súc Sinh, mỏ Ngạ Quỷ, mỏ Địa Ngục. 10 pháp giới, mỗi giới, cõi ở dưới đất đều có mỏ này, chỉ là con người không biết đi phát quật. Nếu biết đi phát quật thì sẽ đắc được đủ thứ thành quả. Cho nên nói tất cả vạn vật do đất mà sinh, do đất mà lớn lên, do đất mà thành thục, do đất mà an trụ, do đất mà được giải thoát. Pháp môn thập địa bao quát tất cả pháp môn, đều có quan hệ mật thiết với tất cả pháp môn. Nếu như chúng ta muốn tu hành Bồ Tát Đạo thì phải do đất địa mà sinh khởi Bồ Tát Đạo. Nếu như chúng ta muốn tăng trưởng Bồ Tát Đạo thì phải nhờ pháp môn thập địa để tăng trưởng. Nếu như chúng ta muốn thành thục Bồ Tát Đạo cũng phải nhờ pháp môn thập địa để thành thục. Nếu như chúng ta muốn đắc được giải thoát Bồ Tát Đạo thì càng phải nương vào pháp môn thập địa để tu hành mới đắc được giải thoát của Bồ Tát Đạo. Pháp môn thập địa này là phẩm thứ 26 trong Kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại giảng phần thứ nhất của phẩm thập địa thứ 26, gọi là Hoàn Hỷ Địa. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại cung trời Tha Hóa Tự Tại điện Mani Bảo Tạng với chúng đại Bồ Tát tụ hội. Các Bồ Tát đó đều không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều từ thế giới phương khác vân tập đến chỗ nơi cảnh giới trí của tất cả Bồ Tát trụ, vào nơi trí huệ của tất cả Như Lai vào, xin thực hành không ngừng, kéo thị hiện đủ thứ thần thông, làm các sự việc giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà không lỗi thời, vì thành tựu tất cả đại nguyện của Bồ Tát mà nơi tất cả đời, tất cả kiếp, tất cả cõi, sinh tu các hạnh không tạm giải đãi, đầy đủ phước trí trợ đạo của Bồ Tát, khắp lợi ích chúng sinh mà luôn không thiếu sót, đến nơi bờ kia rốt ráo trí huệ phương tiện của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong phẩm thập hồi hướng rồi, trước khi chưa nói phẩm thập địa, lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở trên cung trời Tha Hóa Tự Tại. Ý nghĩa cung trời Tha Hóa Tự Tại là hay dùng âm nhạc của người khác xem như sự khoái lạc của chính mình, rất nhậm vận tự tại ở trong cung điện cõi trời. Tòa cung điện đó dùng Mani Bảo Tạng làm thành, đồng thời còn có rất nhiều đại Bồ Tát tụ hội. Đại Bồ Tát tức là Bồ Tát lớn, có đạo đức tương đương, trí huệ tương đương, tu hành tương đương, chúng tụ hội là hình dung rất nhiều, chẳng phải là thiểu số mà là nhiều vô lượng vô biên Bồ Tát tụ lại một chỗ. Những vị đại Bồ Tát đó đều đã không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, niệm cũng không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, hạnh cũng không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, vị cũng không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba không thối chuyển tức là niệm không thối chuyển, hạnh không thối chuyển, vị không thối chuyển. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh giác Bồ Tát với hàng nhị thừa đều tu đắc được chánh giác, nhưng hàng nhị thừa chưa đắc được chánh đẳng, cho nên không thể giác tha, chỉ là chánh giác mà thôi. Bồ Tát không những tự giác mà còn giác tha. Bồ Tát đắc được chánh giác rồi lại tu pháp môn chánh đẳng của Phật, cho nên gọi là chánh đẳng, song vẫn chưa đến được vô thượng, nghĩa là còn có thượng sĩ. Bồ Tát còn gọi là hữu thượng sĩ vì phía trên còn có Phật. Các vị hãy nghĩ xem, chẳng phải tự mình nhận rằng đến được trình độ nào đó thì cũng giống như vậy. Tất cả sự thành tựu phải có người khác công nhận mới thật là thành tựu. Hàng nhị thừa tu được chánh giác, có thể tự giác, không thể giác tha, cũng chưa đến được chánh đẳng, cho nên chỉ có thể nói chánh giác. Bồ Tát tu đã được chánh giác, có thể tự giác, có thể giác tha, lại có thể đẳng giác. Đẳng giác hộ nơi Phật, gần bằng với Phật, đây gọi là chánh đẳng, nhưng vẫn chưa được vô thượng. Đức Phật thì có thể tự giác, lại có thể giác tha, lại có thể chánh đẳng, mà còn đắc được vô thượng, đây tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Ý nghĩa A Nậu Đà La tạm hiệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những vị đại Bồ Tát này tuy nhiên chưa hoàn toàn đắc được vô thượng, nhưng tuyệt đối không thối chuyển, thối lùi về nhị thừa, tương lai nhất định sẽ thành Phật, đều từ phương khác đến tụ hội. Những vị Bồ Tát đó chẳng phải ở tại thế giới Ta Bà này, các ngài đều từ mười phương vô lượng thế giới, nhiều như số hạt bụi đến tụ hội, chỗ nơi trí huệ của tất cả Bồ Tát. Các ngài đều đã đắc được trí huệ của Bồ Tát, đã đến cảnh giới của Bồ Tát trụ. Các ngài không những đã trụ nơi cảnh giới của Bồ Tát, mà cho đến trí huệ của Phật cũng có được. Tất cả chỗ Đức Phật biết, các ngài cũng đều biết, bất quá chỗ biết chẳng thâm sâu giống như Đức Phật. Cảnh giới trí huệ của Phật chứng được, các ngài cũng gần chứng được. Riêng thực hành không ngừng, vì các ngài đều dũng mãnh tinh tấn, sinh tu Bồ Tát đạo mà chưa từng ngừng nghỉ, khéo thể hiện đủ thứ thần thông. Các ngài hay dùng đủ thứ trí huệ, hiện hiện đủ thứ thần thông, làm các sự việc. Những việc làm của các ngài là giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, phải biết thời cơ, nghĩa là đúng cơ duyên tốt. Lúc không đúng cơ duyên thì không nên nói pháp với họ mà bạn lại đi nói. Lúc không nên giáo hóa họ mà bạn lại đi giáo hóa họ. Lúc thời cơ chưa thành thục, chẳng những không thể khiến cho họ tiếp thọ, ngược lại khiến cho họ sợ hãi, làm cho họ nghi ngờ thông tin, làm cho họ nghi ngờ không tin, làm cho họ vĩnh viễn không còn muốn nghe Phật pháp nữa. Đây gọi là lỗi thời, mất đi cơ hội. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh hợp thời hợp lúc, vận dụng thời cơ tốt nhất. Ví như nông dân làm đất, họ phải biết lúc nào gieo hạt giống xuống thì mới bỏ hạt giống xuống. Nếu lúc không nên gieo hạt giống mà bỏ hạt giống xuống thì không thể sinh trưởng, đó chẳng phải là lãng phí công phu sao, lãng phí thời gian sao? Bồ Tát giáo hóa chúng sinh giống như nông phu gieo hạt giống, biết lúc nào vì chúng sinh gieo hạt giống thì ngài nương lúc đó vì chúng sinh gieo xuống hạt giống Bồ Đề, đến khai phát đất tâm của họ, dạy họ phát tâm Bồ Đề, cho họ gieo xuống hạt giống Bồ Đề, khiến cho nó sinh trưởng từng chút từng chút, thành thục từng chút từng chút, đắc được giải thoát từng chút từng chút. Đây chẳng phải là lỗi thời. Cho nên chúng ta muốn giáo hóa người thì quan trọng nhất là nên biết đúng thời. Mất đi thời cơ thì không đúng cơ. Vì thành tựu tất cả đại nguyện của Bồ Tát, đại Bồ Tát vì thành tựu tâm đại nguyện, lục tu Bồ Tát đạo phát ra nơi tất cả đời, ở trong hết thảy thế giới, tất cả kiếp, ở trong vô lượng vô biên kiếp lâu dài, tất cả cõi, ở trong hết thảy cõi nước của chư Phật, sinh tử các hạnh. Các ngài đều rất chuyên cần, dũng mãnh, tinh tấn, tu hành hết thảy hạnh môn của Bồ Tát, không tạm giải đãi, chưa từng lười biếng, cũng không nghỉ ngơi. Đầy đủ phước trí trợ đạo của Bồ Tát, đầy đủ phước đức và trí huệ của Bồ Tát để trợ giúp mình tu đạo, lợi ích chúng sinh. Không chỉ mình tu hành mà còn phải luôn luôn không quên lợi ích khắp chúng sinh, mà luôn không thiếu sót, tức là không mệt mỏi, không lười biếng, bất cứ lúc nào cũng không nói, không hành Bồ Tát đạo, chẳng lợi ích chúng sinh. Đạt đến trí huệ phương tiện của tất cả Bồ Tát, đạt đến được trí huệ của tất cả Bồ Tát và biết vận dụng tất cả phương tiện, bờ bên kia rốt ráo, đến được quả vị cao nhất, tiến vào niết bàn thanh tịnh bờ bên kia, chứng đắc khoái lạc, thường lạc ngã tịnh. Thị hiện vào sinh tử và dùng sinh tử mà không xả bỏ tu hạnh Bồ Tát, kéo vào tất cả thiền định giải thoát tam muội, tam ma bạt đề, thần thông minh trí của Bồ Tát. Cả sự bố thí đều được tự tại, đắc được tất cả thần đường tự tại của Bồ Tát. Trong khoảng một niệm không chỗ động tác đều có thể đi đến tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai làm tượng thủ trong chúng, thỉnh Phật chuyển pháp, hộ trì bánh xe chánh pháp của chư Phật, dùng tâm rộng lớn cúng dường thừa sự tất cả chư Phật, thường xuyên tu tập tất cả hạnh sự nghiệp của Bồ Tát. Thân ngài hiện khắp tất cả thế gian, âm thanh của ngài khắp cùng mười phương thế giới, tâm trí vô ngại thấy khắp hết thảy công đức của tất cả Bồ Tát ba đời, đều đã tu hành mà được viên mãn, trong bất khả thuyết kiếp nói không hết được. Thị hiện vào sinh tử. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, ngài thì sinh tử tự do, ngài thì sinh tử tức niết bàn, phiền não tức Bồ Đề. Ngài đều thị hiện tất cả, thị hiện đủ thứ sinh, thị hiện đủ thứ tử, thị hiện các loài chúng sinh, thị hiện thân thể các loài hữu tình, trên là chư thiên con người, Atula, dưới đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Trong mỗi đường Bồ Tát đều thị hiện sinh tử, thị hiện đủ thứ sinh, để độ đủ thứ chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Thị hiện đủ thứ tử, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch thống khổ của sự chết. Cho nên Bồ Tát mới thị hiện vào cảnh giới sinh tử và dùng niết bàn. Bồ Tát thị hiện sinh như thế nào, các thứ thống khổ của sự chết như thế nào, dùng để giáo hóa chúng sinh. Sau đó lại thị hiện tu khổ hạnh,
khiến cho chúng sinh biết biến hóa sinh tử như thế nào vào nơi Niết Bàn mà không xả bỏ tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát Ngài ở trong mỗi loài chúng sinh hành Bồ Tát Đạo, mà không bao giờ xả bỏ sự tu hành Bồ Tát Đạo của Ngài, không mang ở trong loài chúng sinh nào. Ngài đều hành Bồ Tát Đạo để lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại bồ đề, kéo vào tất cả thiền định giải thoát tam muội của Bồ Tát. Ngài kéo chứng được thiền định giải thoát, chánh định chánh thọ, tam ma bạt đề. Sự tu hành của Bồ Tát, thần thông minh trí, minh bạch tất cả trí huệ và diệu dụng của ba minh sáu thông. Ba minh là thiên nhãn minh, thiền nhĩ minh, túc mạng minh hoặc là lậu tận minh, sáu thông. Thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tâm minh. Các sự bố thí đều đắc được tự tại, tất cả hành vi của Bồ Tát đều nhậm vận tự tại, đắc được thần lực tự tại của Bồ Tát, Ngài thị hiện sinh tử Niết Bàn và thị hiện tu Bồ Tát Đạo, luôn luôn đều đắc được tất cả hết thảy nhậm vận tự tại, thần thông diệu dụng của Bồ Tát trong khoảng một niệm không có động tác, tức là trong khoảng một tâm niệm không cần có sự động tác. Như bạn thấy Ngài đang đi, kỳ thật Ngài đang ở khắp cùng mười phương. Như bạn thấy Ngài đang ăn cơm, mà thần thông của Ngài đã vào tất cả đạo tràng của Như Lai. Như bạn thấy Ngài đang ngủ, mà Ngài đã hóa thân đến các cõi nước chư Phật khác. Như bạn thấy Ngài đang ngồi đó không làm việc gì cả, nhưng Ngài đã hóa thân đến vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật, giáo hóa chúng sinh. Cho nên tất cả biểu hiện của Bồ Tát tuyệt đối không phải sự tùy tiện định luận của chúng ta. Các vị, ngàn vạn đừng dùng nhãn quang của phàm phu nhận định sai lầm về Bồ Tát. Bồ Tát không tùy tiện mạo muội nhận trách nhiệm của mình. Đều đi đến tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai, Ngài tùy thời tùy lúc có thể đi đến hầu cận mười phương chư Phật, lễ bái mười phương chư Phật, cúng dường mười phương chư Phật. Tùy thời Ngài đều quan sát chúng sinh mười phương, như có tai nạn gì cần người cứu tế trợ giúp thì Ngài sẽ hóa thân đến cứu hóa độ. Cho nên Bồ Tát hay đi đến tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai mà làm thượng thủ, làm lãnh tụ đại chúng trong tất cả pháp hội, thỉnh chư Phật thuyết pháp. Phật thuyết pháp cần có người đến thỉnh pháp, nếu không thỉnh thì Phật không nói pháp. Người thỉnh pháp đi nhiễu bên phải ba vòng, Phật mới nói pháp, tức là chuyển bánh xe pháp, hộ trì chư Phật. Bồ Tát đến khắp nơi hộ trì chúng hội đạo tràng của chư Phật, bánh xe chánh pháp, chuyển bánh xe chánh pháp. Đây chẳng phải là việc bình thường. Khi ở đâu chuyển bánh xe chánh pháp thì đều kinh thiên động địa, hộ pháp chư thiên và các đại Bồ Tát đều hộ trì và nghe pháp. Chùa Kim Sơn chúng ta ở nước Mỹ là thường chuyển bánh xe chánh pháp, đáng tiếc không có ai nhận thức. Ví như ở tại San Francisco đã lâu trời không mưa, chúng ta cầu nguyện thì trời mưa xuống, đó là sự cảm ứng do chúng ta thường nói chánh pháp, chuyển bánh xe chánh pháp. Không chỉ con người cần chư Phật hộ trì, mà chư Phật cũng cần các Bồ Tát hộ trì. Dùng tâm rộng lớn cúng dường thừa sự tất cả chư Phật, Bồ Tát dùng chân tâm rộng lớn để cúng dường chư Phật, theo lời dạy của chư Phật đi hóa độ chúng sinh. Thường xuyên tu tập tất cả hết thảy sự nghiệp của Bồ Tát, luôn không đoạn tuyệt tu tập sự nghiệp của Bồ Tát làm. Thần Ngài hiện khắp tất cả thế gian, thần của Ngài hiện khắp cùng mười phương tất cả thế giới, âm thanh của Ngài khắp cùng mười phương pháp giới. Những vị Bồ Tát đó không những thân của Ngài hiện khắp mười phương thế giới, mà âm thanh của các Ngài đồng thời cũng vang đến khắp cùng mười phương pháp giới. Tâm trí vô ngại, tâm và trí huệ của các Ngài cũng đã đạt đến sự viên dung vô ngại, thấy khắp hết thảy công đức của tất cả Bồ Tát ba đời. Các Ngài đều thấy khắp cùng đến ba đời, đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Hết thảy công đức của tất cả Bồ Tát đều đã tu hành được viên mãn. Hết thảy công đức của tất cả Bồ Tát có đủ, các Ngài cũng đều tu hành viên mãn. Trong bất khả thuyết kiếp nói không hết được công đức của các vị Bồ Tát đó tu hành thần thông diệu dụng, ở trong vô lượng kiếp thời gian lâu dài nói không hết được. Danh hiệu của các Ngài là Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Đức Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Tôn Lợi Gia Tạng, Bồ Tát Vô Cấu Nguyệt Tạng, Bồ Tát Phổ Hiện Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Trí Tạng, Bồ Tát Diệu Đức Tạng, Bồ Tát Chiên Đàn Đức Tạng, Bồ Tát Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Cầu Tô Ma Đức Tạng, Bồ Tát Yêu Bát La Đức Tạng, Bồ Tát Thiền Đức Tạng, Bồ Tát Phước Đức Tạng, Bồ Tát Vô Ngại Thanh Tịnh Trí Đức Tạng, Bồ Tát Công Đức Tạng, Bồ Tát Na La Diền Đức Tạng, Bồ Tát Vô Cấu Tạng, Bồ Tát Ly Cấu Tạng, Bồ Tát Trùng Trùng Biện Tài Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Đại Quang Minh Võng Tạng, Bồ Tát Tịnh Oai Đức Quang Minh Vương Tạng, Bồ Tát Kim Trang Nghiêm Đại Công Đức Quang Minh Vương Tạng,
Bồ Tát Nhất Thiết Tướng Trang Nghiêm Tịnh Đức Tạng, Bồ Tát Kim Cang Diệm Đức Tướng Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Quang Minh Diệm Tạng, Bồ Tát Tinh Tú Vương Quang Chiếu Tạng, Bồ Tát Hư Không Vô Ngại Trí Tạng, Bồ Tát Diệu Âm Vô Ngại Tạng, Bồ Tát Đà La Ni Công Đức Trì Nhất Thiết Chúng Sinh Nguyện Tạng, Bồ Tát Hải Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Tu Di Đức Tạng, Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Công Đức Tạng, Bồ Tát Như Lai Tạng, Bồ Tát Phật Đức Tạng, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt. Các chúng đại Bồ Tát như vậy, nhiều vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, Bồ Tát Kim Cang Tạng làm thượng thủ. Các vị đại Bồ Tát ở trong pháp hội này, danh hiệu của các ngài đều dùng công đức tu hành chứng được mà làm danh hiệu, cho nên miệng chúng ta tụng danh hiệu Bồ Tát, trong tâm suy ngẫm thì sẽ hiểu rõ thánh hiệu của Bồ Tát đó, nghĩa là đại biểu đức hạnh của ngài. Bồ Tát ở trong hội nhiều vô số không thể tính đếm được, vô lượng bất khả xưng, vô biên không thể nghĩ tưởng, vô đẳng nói cũng không hết được chúng đại Bồ Tát tụ hội. Bồ Tát Kim Cang Tạng làm thượng thủ trong chúng đại Bồ Tát đó, tức là lãnh tụ trong chúng đại Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng nương thần lực của Phật vào tam muội Bồ Tát đại trí huệ quang minh, vào tam muội đó rồi lập tức mỗi phương trong 10 phương qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật, đều có các đức Phật nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật, đều đồng danh hiệu Kim Cang Tạng hiện ra ở trước, nói rằng: lành thay Kim Cang Tạng có thể vào tam muội Bồ Tát đại trí huệ quang minh, thiện nam tử, đó là nhờ các đức Phật trong 10 phương nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật cùng gia hộ cho ông, nhờ nguyện lực xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng nhờ thắng trí lực của ông muốn khiến cho ông vì tất cả Bồ Tát nói các Phật pháp quang minh không thể nghĩ bàn, đó là vì khiến cho nhập vào trí địa, vì nhiếp tất cả căn lành, vì khéo lựa chọn tất cả Phật pháp. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng nương oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật vào trong tam muội chánh định chánh thọ đại trí huệ đại quang minh của Bồ Tát, vào tam muội đó rồi, nhập vào tam muội đó rồi thì tất cả cảnh giới đều hiện ra. Lập tức các đức Phật nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật trong 10 phương, liền lúc đó mỗi phương trong 10 phương đều có các đức Phật nhiều như số hạt bụi 10 ức cõi Phật, đều đồng danh hiệu Kim Cang Tạng hiện ra. Các đức Phật đều đồng một danh hiệu Kim Cang Tạng cùng nhau hiện ra ở trước Bồ Tát Kim Cang Tạng, nói rằng: đối với Bồ Tát Kim Cang Tạng nói là như vậy. Lành thay Kim Cang Tạng, tốt lắm. Bồ Tát Kim Cang Tạng ơi, ông thật là tốt lắm. Vào được tam muội Bồ Tát đại trí huệ quang minh, ông vào được trong tam muội đại trí huệ đại quang minh của đại Bồ Tát. Thiện nam tử, đó là nhờ các đức Phật trong mười phương nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật cùng gia hộ cho ông. Đó là do các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật cùng nhau gia hộ cho ông, khiến cho ông vào được tam muội này. Nhờ nguyện lực xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai ứng chánh đẳng giác, nhờ nguyện lực thuở xưa của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai khắp cùng tất cả mọi nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác gia bị cho ông, cũng nhờ thắng trí lực của ông, cũng nhờ sức trí huệ thù thắng của ông tu hạnh Bồ Tát đắc được, cho nên vào được tam muội này, muốn khiến cho ông vì tất cả Bồ Tát nói các Phật pháp không thể nghĩ bàn, hy vọng ông vì các Bồ Tát ở trong pháp hội tuyên nói Phật pháp trí huệ tối thắng quang minh vi diệu của chư Phật, đó là vì khiến nhập vào trí địa, nghĩa là tuyên nói Phật pháp khiến cho tất cả chúng sinh nhập vào bậc trí huệ, nhiếp tất cả căn lành, nhiếp hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh tu tập, khéo lựa chọn tất cả Phật pháp, khiến cho chúng sinh có con mắt biết chọn pháp, hiểu rõ ý nghĩa pháp của chư Phật nói. Vì rộng biết các pháp, vì khéo hay thuyết pháp, vì không phân biệt trí thanh tịnh, vì tất cả pháp thế gian không nhiễm, vì căn lành xuất thế thanh tịnh, vì được cảnh giới trí huệ không nghĩ bàn, vì được nhất thiết trí vào cảnh giới trí huệ, vì thủy chung khiến cho được thập địa của Bồ Tát, vì nói như thật tướng thập địa khác biệt của Bồ Tát, vì duyên niệm tất cả Phật pháp, vì tu tập phân biệt pháp vô lậu, vì khéo lựa chọn quán sát đại trí quang minh thiện xảo trang nghiêm, vì khéo vào quyết định trí môn, vì tùy chỗ trụ xứ thứ tự hiền nói không sợ hãi, vì điều vô ngại biện tài quang minh, vì trụ bậc đại biện tài khéo quyết định, vì nghĩ nhớ Bồ Tát tâm không quên mất, vì thành thục tất cả cõi chúng sinh, vì đến khắp tất cả mọi nơi quyết định khai ngộ, vì rộng biết các pháp. Phật pháp chẳng phải trí thức của thế gian dùng tục huệ mà có thể hiểu được, phải vào sâu tạng kinh thì mới mong được trí huệ như biển.
Phật pháp như biển cả, không có đại trí đại huệ, làm sao có thể rộng nói các pháp? Chỉ mình biết tất cả các pháp, không thể cho rằng biết chân thật, vì còn phải khéo hay nói pháp. Nói pháp cũng chẳng phải là chuyện đơn giản, phải khéo sử dụng tất cả phương pháp, phương tiện khéo léo để nói các pháp. Vì không phân biệt trí thanh tịnh ở trong trí huệ, còn phải đừng có sự phân biệt mới thấu hiểu tất cả diệu pháp thanh tịnh. Thanh tịnh thì sinh ra trí huệ. Trí phân ra bốn tên gọi là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Vì tất cả pháp thế gian không nhiễm, tất cả pháp thế gian chỉ cần chuyển qua lại, tức là pháp thanh tịnh không nhiễm. Biện pháp chuyển qua lại là cái ác hướng thiện, pháp thế gian thì nhiễm ô, pháp xuất thế thì không nhiễm ô, thanh tịnh. Vì căn lành xuất thế thanh tịnh, hiểu được pháp xuất thế, thì tu căn lành xuất thế sẽ đắc được pháp thanh tịnh. Vì được cảnh giới trí không nghĩ bàn, đắc được cảnh giới trí huệ không thể nghĩ bàn. Vì được nhất thiết trí vào cảnh giới trí, bậc nhất thiết trí là chỉ Đức Phật, đắc được trí huệ của chư Phật mới vào được cảnh giới trí huệ. Vì thủy chung khiến cho được thập địa của Bồ Tát, lại khiến cho đắc được thập địa Bồ Tát. Quá trình tu hành từ sơ địa đến thập địa, sơ địa là bắt đầu, địa thứ 10 là chấm dứt. Từ sơ địa đến thập địa, trải qua đủ thứ sự tu trì khác nhau đều phải minh bạch, phải chứng đắc. Người tu đạo thì sơ địa chẳng biết cảnh giới của nhị địa, thập địa chẳng biết cảnh giới của bậc đẳng giác. Cảnh giới của mỗi người đều khác nhau, công phu pháp môn của người tu đạo cũng đều khác nhau. Vì nói như thật, tướng thập địa khác biệt của Bồ Tát, giải nói chân thật sự khác biệt về tướng trạng thập địa của Bồ Tát tu chứng được. Do pháp môn tu hành khác nhau nên cảnh giới đắc được cũng khác nhau, tướng trạng tu chứng tự nhiên có sự khác biệt. Bồ Tát Kim Cang Tạng biết thấu hiểu, cho nên hy vọng Ngài giải nói như thật về sự khác biệt này. Vì duyên niệm tất cả Phật Pháp, duyên niệm tức là suy niệm thuận theo Phật Pháp mà chư Phật đã nói, lại có thể nói một cách chuyên nhất trí niệm Pháp của chư Phật nói. Thì tu tập phân biệt Pháp vô lậu, tu tức là tu hành, tập tức là học tập. Tu hành cũng phải học tập mới có thể minh bạch thế nào là Pháp hữu lậu, thế nào là Pháp vô lậu. Trong pháp hữu lậu có bao nhiêu thứ pháp hữu lậu, trong pháp vô lậu lại có bao nhiêu thứ pháp vô lậu. Một bên tu hành, một bên học tập, một bên nghiên cứu, cố gắng nghiên cứu phân biệt rõ ràng thì mới minh bạch thế nào là pháp vô lậu. Khéo lựa chọn quan sát đại trí quang minh thiện xảo trang nghiêm, khéo lựa chọn tức là khéo dùng mắt chọn pháp, dùng đại trí huệ để quan sát các pháp. Có đại trí huệ thì giống như đại quang minh, có trí huệ quang minh thì mới khéo léo trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Khéo vào quyết định trí môn, khéo vào nơi quyết định môn nhất thiết trí huệ, phân biệt tất cả rất thuần tịnh, không có sự hoài nghi. Vì tùy theo chỗ trụ xứ, thứ tự hiển nói không sợ hãi. Bồ Tát tùy chỗ của Ngài, có thứ tự lớp lang rất hiển rõ, tuyên nói chánh pháp mà tơ hào không sợ hãi, vì được vô ngại biện tài quang minh, đã được đại trí huệ biện tài vô ngại. Vì trụ bậc đại biện tài khéo quyết định, chỗ nơi quả vị có đại biện tài hay khéo léo diệu dụng quyết định các pháp, vì nghĩ nhớ Bồ Tát tâm không quên mất, luôn luôn nghĩ nhớ công đức của chư Phật Bồ Tát tâm không quên mất, vì thành thục tất cả cõi chúng sinh, nghĩa là khiến cho tất cả chúng sinh, người chưa trồng căn lành thì trồng xuống, đã trồng rồi thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Đó là ý nghĩa thành thục tất cả cõi chúng sinh. Vì đến khắp tất cả mọi nơi quyết định khai ngộ, hay đến khắp cõi nước, tất cả đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật mười phương ba đời, quyết định khai ngộ là nói đắc được đại trí huệ, đại biện tài, đại thọ mạng, đại an lạc, khai ngộ tất cả các pháp, chứng được thật tướng tất cả các pháp. Thiện nam tử, ông nên khéo léo nói pháp sự khác biệt của pháp môn này, đó là vì nương thần lực của Phật và trí huệ quang minh của Như Lai gia trì, vì thanh tịnh căn lành của mình, vì thanh tịnh khắp pháp giới, vì nhiếp khắp chúng sinh nên vào sâu pháp thân trí thân, vì thọ tất cả chư Phật quán đảnh, vì được thân lớn cao nhất tất cả thế gian, vì vượt qua tất cả con đường thế gian, vì thanh tịnh căn lành xuất thế, vì đầy đủ trí nhất thiết trí. Mười phương chư Phật cũng đến khuyến thỉnh khen ngợi Bồ Tát Kim Cang Tạng, nói: Thiện nam tử, ông nên dùng biện tài vô ngại của ông, phương pháp khéo léo tiền nói sự khác biệt về pháp môn đại trí quang minh của thập địa này. Vì nương thần lực của Phật, được trí huệ quang minh của Như Lai gia trì, vì ông nương sức oai thần của mười phương chư Phật, đại oai thần lực của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, đại oai thần lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và trí huệ quang minh của Như Lai gia bị cho ông, thì thanh tịnh căn lành của mình, thanh tịnh căn lành bồ đề của mình,
Vì thanh tịnh khắp pháp giới khiến cho khắp pháp giới được thanh tịnh, nhiếp khắp chúng sinh, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. Vì vào sâu pháp thần trí thần, vào sâu tất cả pháp thần và trí huệ thần. Vì thọ tất cả chư Phật quán đảnh, tiếp thọ chư Phật mười phương ba đời đến thọ ký, quán đảnh, gia bị. Vì được thân lớn cao nhất tất cả thế gian, đắc được pháp thần cao nhất, đại trí huệ lớn nhất trong tất cả thế gian. Vì vượt qua tất cả con đường thế gian, vượt qua được hết thảy con đường pháp môn của tất cả thế gian. Vì thanh tịnh căn lành xuất thế, đắc được căn lành bồ đề thanh tịnh xuất thế gian. Vì đầy đủ trí nhất thiết trí, đầy đủ nhất thiết trí huệ, cũng khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ nhất thiết trí. Bấy giờ mười phương chư Phật ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng thần sáng chói, ban cho nhạo thuyết biện tài vô ngại, ban cho trí thanh tịnh khéo phân biệt, ban cho sức nghĩ nhớ không quên, ban cho huệ thấu rõ khéo quyết định, ban cho trí đến tất cả mọi nơi khai ngộ, ban cho sức thành đạo tự tại, ban cho vô sở ý của Như Lai, ban cho trí biện tài nhất thiết trí, nhân quán sát phân biệt các pháp môn, ban cho thần là ý thượng diệu đầy đủ trang nghiêm của tất cả Như Lai. Lúc đó mười phương chư Phật ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng thần sáng chói, tức là gia bị, ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng thần vô thượng thắng oai đức, giống như ông vua ở trong đại chúng, không có người nào sáng chói bằng ông vua được. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng trí huệ thanh tịnh vô vi, biện tả nhạo thuyết, biện rõ chánh pháp, ban cho sức khéo nghĩ nhớ không quên. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng khéo nghĩ nhớ danh nghĩa của chánh pháp, không nói khác, không quên mất bổn tông, ban cho huệ thấu rõ quyết định. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng đủ thứ trí huệ phương tiện khéo léo, thấy được căn cơ, tùy sở ứng đưa ra ví dụ nói rõ dứt nghi, ban cho trí đến khắp mọi nơi khai ngộ. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng trí huệ tùy nơi đều thấu hiểu chân lý của chân đế, tục đế, trung đạo, đệ nhất nghĩa, ban cho sức thành đạo tự tại. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng mười lực, khiến cho giáo hóa chúng sinh dứt được nghi, thoát khỏi phiền não, đắc được quả vị, cho nên nói thành đạo tự tại. Ban cho vô sở ý của Như Lai. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng khoai thần lực vô sở ý, ban cho trí biện tài nhất thiết trí, nhân quan sát phân biệt các pháp môn. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng trí vô ngại biện tài nhất thiết trí, nhân tức là quan sát chư Phật phân biệt các thứ pháp môn, ban cho thần đại ý thượng diệu đầy đủ trang nghiêm của tất cả Như Lai. Chư Phật gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng ba nghiệp thù thắng đầy đủ sự trang nghiêm của Bồ Tát. Vì sao? Vì đắc được phát tâm muội này như vậy, vì nguyện xưa phát khởi, vì khéo tịnh thâm tâm, vì khéo tịnh trí luân, vì khéo tích tập trợ đạo, vì khéo tu trị sở tác, vì niệm vô lượng pháp khí, vì biết thanh tịnh tin hiểu, vì được tổng trì không sai lầm, vì ấn pháp giới trí khéo ấn. Nguyên nhân gì Bồ Tát Kim Cang Tạng được chư Phật gia bị đắc được pháp môn tam muội thù thắng này? Vì nguyện xưa sinh khởi, đó là do nguyện xưa sâu nặng tại nhân địa phát ra, muốn chứng được trí quang tam muội thập địa này. Vì khéo tịnh thâm tâm cũng ở tại nhân địa, khi tu Bồ Tát hạnh thì có căn lành và tâm thanh tịnh, niềm tin ưa thích cùng cực. Vì thanh tịnh trí luân, trí huệ thanh tịnh giống như vầng mặt trời chiếu khắp pháp giới, và trí đức thanh tịnh của Bồ Tát Kim Cang Tạng khéo tích tụ trợ đạo, ngày đời đời đều tích tụ căn lành sâu dày thanh tịnh vô vi, cho nên có thể tích tụ trợ đạo, đó là phước đức của Bồ Tát Kim Cang Tạng. Vì khéo tu trị sở tác, Bồ Tát Kim Cang Tạng khéo điều phục tâm thanh tịnh căn lành, dứt trừ phiền não tập khí, đó là công phu tu trị của ngài. Vì niệm vô số pháp khí, Bồ Tát Kim Cang Tạng có thể nghe thọ trì vô lượng Phật pháp, nghĩ nhớ không quên mất, thật là pháp khí khó được. Vì biết thanh tịnh tin hiểu, Bồ Tát Kim Cang Tạng dùng trí huệ thanh tịnh của ngài khiến cho chúng sinh đối với Phật pháp có tâm tin, có lý giải rõ ràng chính xác. Vì được tổng trì không sai lầm khiến cho Phật pháp lưu thông, chúng sinh tin tưởng tụng trì đối với chân lý chánh pháp trước sau đều không có sự hoài nghi, cũng không sai trái, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa lý, chánh pháp. Vì pháp giới tri ấn, khéo ấn, pháp giới chúng sinh, được phụng trì chánh pháp, biết thoát khỏi nhân quả sinh tử, dùng trí như thật ấn khả, pháp lành ấn chứng. Bấy giờ mười phương chư Phật đều duỗi tay phải xoa đầu Bồ Tát Kim Cang Tạng. Xoa đầu rồi, Bồ Tát Kim Cang Tạng từ tam muội dậy, bảo khắp tất cả chúng Bồ Tát rằng: các Phật tử, các Bồ Tát nguyện khéo quyết định không tạp, không thể thấy, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không,
hết thuở vị lai khắp tất cả cõi Phật cứu hộ tất cả chúng sinh, được tất cả chư Phật hộ niệm vào trí địa của chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Lúc đó mười phương chư Phật đều duỗi tay phải xoa đầu Bồ Tát Kim Cang Tạng. Phật xoa đỉnh đầu rồi, Bồ Tát Kim Cang Tạng từ trong định dậy bảo khắp tất cả chúng đại Bồ Tát rằng: các vị đệ tử của Phật, các Bồ Tát nguyện, các vị đại Bồ Tát phát nguyện lớn kéo quyết định không tạp, là dùng hết thảy trí huệ chân thật mà Ngài đắc được, lựa chọn pháp lành chẳng có một chút tạp nhạt nào. Nguyện đó là nguyện lớn của Bồ Tát phát ra, nhìn chẳng thấy, tuy nói nhìn cũng nhìn không thấy, song rộng lớn đến khắp cùng pháp giới, rốt ráo như hư không. Nơi rốt ráo của Ngài như hư không, tìm chẳng có bờ mé, hết thuở vị lai, đến khắp tất cả cõi Phật, cứu hộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát cứu hộ hết thảy chúng sinh, không sợ hết thuở vị lai, cũng không khảo lự là ở đâu, đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, để tất cả chư Phật hộ niệm, vì được tất cả chư Phật mười phương ba đời hộ trì và nghĩ nhớ. Vào trí địa của chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, Ngài đã chứng được bậc trí huệ của chư Phật, Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại. Phật tử, thế nào là trí địa của Đại Bồ Tát? Các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là trí địa? Trí huệ địa của Đại Bồ Tát, tụ tập đủ thứ, căn lành, và trí huệ địa của chư Phật. Phật tử, trí địa của Đại Bồ Tát có 10 thứ. Chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đã nói, sẽ nói, đang nói, tôi cũng nói như vậy. Các vị đệ tử của Phật, khi Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh, thì tích tập đủ thứ căn lành trí huệ địa, được nói có 10 thứ. Nếu muốn nói tỉ mỉ thì có vô lượng vô biên. Chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói, tôi cũng phải nói 10 thứ tướng địa và thể địa của trí huệ địa, giống như chư Phật ba đời nói. Những gì là 10? Một là hoan hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là phát quang địa, bốn là diệm huệ địa, năm là năng thắng địa, sáu là hiện tiền địa, bảy là viễn hành địa, tám là bất động địa, chín là thiện huệ địa, mười là pháp vân địa. Thế nào gọi là thập địa? Tên gọi thập địa là: một, hoan hỷ địa, khi Bồ Tát tu đến địa bậc này thì rất hoan hỷ. Hai, ly cấu địa, khi Bồ Tát tu đến địa thứ hai thì tất cả mọi sự trần cấu, vọng tưởng, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc đều đoạn sạch. Ba, phát quang địa, vì tất cả trần lao vọng tưởng không còn nữa thì hiện ra trí huệ quang minh vốn có, cho nên gọi là phát quang địa. 4. Diệm huệ địa, đến địa này thì không những phát quang mà còn phát ra lửa sáng, hỏa diệm, trí huệ. 5. Nan thắng địa, tu hành chẳng dễ gì tu đến địa vị này, vì không dễ gì đạt đến, cho nên gọi là nan thắng địa. 6. Hiện tiền địa, tất cả trí huệ đều hiện tiền. 7. Viễn hành địa, khi Bồ Tát tu đến địa vị này có thể bay đi biến hóa hành động tự như. 8. Bất động địa, tức là thần thông không động đạo tràng mà du khắp mười phương. 9. Thiện huệ địa, Bồ Tát tu được thần thông biến hóa tự như, du khắp mười phương liền đắc được bát nhã trí huệ thủ thắng. 10. Pháp vân địa, công đức của Bồ Tát tu hành giống như mây che hộ khắp tất cả chúng sinh. Phật tử, mười địa này của Bồ Tát, chư Phật ba đời đã nói, sẽ nói và đang nói. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Pháp môn thập địa của Bồ Tát tu hành, chư Phật ba đời, Phật quá khứ đã nói, Phật vị lai sẽ nói, Phật hiện tại đang nói. Phật tử, tôi chẳng thấy có cõi nước chư Phật nào mà Như Lai ở trong đó không nói thập địa này. Tại sao? Vì đây là đạo Bồ Đề tối thượng mà Đại Bồ Tát hướng tới, cũng là môn pháp quang minh thành tịnh. Đó là sự phân biệt diễn nói các địa của Bồ Tát. Phật tử, chỗ này không thể nghĩ bàn, đó là tùy chứng trí của các Bồ Tát. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, tôi chẳng thấy Như Lai ở trong cõi Phật nào mà không nói đạo lý pháp thập địa này. Vì sao? Vì đây là đạo Bồ Đề tối thượng mà Đại Bồ Tát hướng tới. Pháp này là con đường Bồ Đề tối thượng của Đại Bồ Tát tu hành, cũng là môn pháp quang minh thanh tịnh. Vì pháp thập địa cũng là pháp tu hành thanh tịnh trí huệ quang minh. Nào là phân biệt diễn nói các địa của Bồ Tát, pháp thập địa rất là chánh quyết, diễn nói tỉ mỉ quá trình Bồ Tát tu hành thập địa, hiển bày pháp trí huệ và sự hiểu biết của tất cả Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, chỗ này không thể nghĩ bàn, đạo lý thập địa này chẳng có cách gì tưởng tượng đến được. Đó là tùy chứng trí của Bồ Tát, đạo lý này tùy theo công đức tu hành của các ngài mà chứng được trí huệ. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng nói tên thập địa của Bồ Tát rồi, yên lặng mà ngồi, lại không phân biệt.
Lúc đó tất cả chúng Bồ Tát nghe tên thập địa của Bồ Tát mà không nghe giải thích, đều sinh tâm khát ngưỡng. Bèn nghĩ như vậy, do nhân duyên gì mà Bồ Tát Kim Cang Tạng chỉ nói tên thập địa của Bồ Tát mà không giải thích? Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng nói xong tên pháp môn thập địa của Bồ Tát tu hành rồi, thì ngồi yên lặng không nói nữa, cũng không tiếp tục phân biệt giải thích nghĩa lý pháp môn thập địa. Lúc ấy tất cả chúng Bồ Tát, các đại Bồ Tát từ mười phương đến, nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng nói tên pháp môn thập địa của Bồ Tát xong mà không nghe sự giải thích đạo lý bên trong. Mọi người đều khát ngưỡng muốn nghe Ngài giải thích, đồng thời trong tâm cũng khởi sự hoài nghi, đó là do nguyên nhân gì mà Bồ Tát Kim Cang Tạng chỉ nói tên của pháp môn thập địa mà không giải thích thêm. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt biết tâm niệm của các đại chúng bèn dùng kệ để hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: vì sao bậc tịnh giác đủ niệm trí công đức nói các địa thượng diệu biết rõ không giải thích? Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt ở trong pháp hội, Ngài biết lúc đó trong tâm của các Bồ Tát khởi niệm nghi, do đó bèn dùng kệ để hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: tại sao Ngài là vị Bồ Tát giác ngộ thanh tịnh, Bồ Tát niệm thanh tịnh, trí huệ quang minh, tất cả công đức đều đầy đủ, nói tên pháp thập địa của Bồ Tát rồi, Ngài có khả năng mà không vì đại chúng giải thích? Tất cả đều quyết định, dũng mãnh không khiếp nhược, vì sao nói tên địa mà không vì diễn nói? Bồ Tát Kim Cang Tạng, đối với tất cả đạo lý, Ngài đều thấu rõ, cũng có tất cả trí huệ quyết định. Ngài lại là một vị đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, không có sự sợ hãi. Tại sao chỉ nói tên thập địa mà không vì đại chúng giải thích cho họ biết? Các địa, nghĩa lý hay, chúng đây đều muốn nghe, tâm họ không khiếp nhược, xin vì phân biệt nói. Nghĩa lý, mỗi một địa trong pháp thập địa chắc chắn đều vi diệu, không thể nghĩ bàn. Hiện nay đại chúng trong pháp hội này đều muốn nghe Ngài giải nói. Những vị đại Bồ Tát này trong tâm của các Ngài cũng chẳng có gì sợ hãi, cho nên đều mong muốn Ngài phân biệt giải nói pháp thập địa này cho họ nghe. Chúng hội đều thanh tịnh, địa giải đãi, nghiêm khiết, được kiên cố, bất động, đủ công đức, trí huệ. Như các vị đại Bồ Tát ở trong đạo tràng chúng hội này, thân tâm các Ngài đều thanh tịnh, xa lìa hết tất cả bụi trần, dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi, hoài nghi nghiêm cẩn, liêm khiết, không tham giành lợi, không bị cảnh giới lai động, không tạp nhiễm tưởng khác, tâm Bồ Đề vĩnh viễn không thối chuyển hoặc dao động, bởi vì các đại Bồ Tát này đều đã đầy đủ đại công đức, đại trí huệ. Nhìn nhau đều cung kính, tất cả đồng ngưỡng vọng, như ong nhớ mật tốt, như khát nghĩ cam lồ. Mọi người đều rất cung kính, thành khẩn, chuyên tâm nhất trí ngưỡng vọng Ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng, vì họ giải nói pháp thập địa vi diệu thù thắng này. Trong tình huống này, giống như con ong một lòng nghĩ đến mật ngọt, lại giống như người khát nước, muốn có được nước cam lồ để giải khát. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng đại trí huệ không sợ hãi, nghe nói như vậy rồi, vì muốn khiến cho tâm chúng hội hoan hỉ, vì các Phật tử mà nói bài kệ rằng: lúc đó vị Bồ Tát Kim Cang Tạng bậc đại trí huệ không sợ hãi, nghe Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói bài kệ rồi, vì muốn khiến cho các vị Bồ Tát ở trong pháp hội đều sinh tâm hoan hỉ, cũng dùng kệ để nói với các vị đại Bồ Tát: việc hạnh địa Bồ Tát gốc chư Phật tối thượng hiển bày phân biệt nói, khó hy hữu bậc nhất. Việc Bồ Tát tại nhân địa tu hạnh Bồ Tát, tức là việc đáng làm ở trong thập địa, những việc đó cao thượng không có gì sánh bằng. Tu hành ở trong thập địa thì pháp môn căn bản là thành Phật, nếu muốn hiển rõ để phân biệt diễn nói thật là tối thượng bậc nhất, ít có nhất, rất khó gặp, vì tế khó thấy được, liền niệm vượt tâm địa, sinh ra cảnh giới Phật, người nghe đều mê hoặc. Hạnh Bồ Tát rất vi tế vi diệu, nghĩa lý thâm diệu chẳng dễ gì minh bạch, rất khó suy ngẫm, muốn đạt được liền niệm vượt qua cảnh giới pháp môn tâm địa này, thì ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt vượt khỏi mọi tư lự, lúc này sinh ra tất cả đều là cảnh giới của Phật. Nếu người chẳng có công đức tu hành tương đương thì không thể nào hiểu được. Nếu hốt nhiên nghe nói về cảnh giới này thì dễ dàng làm cho họ hoài nghi và mê hoặc, huống chi nói đến việc tu trì. Giữ tâm như kim cang, tin sâu thắng trí Phật, biết tâm địa vô ngã, nghe được thắng pháp này. Sinh ra hoài nghi là vì chúng sinh chẳng có trí huệ, cho nên đối với pháp môn thủ thắng này không thể nào hiểu được. Nếu hay tu trì đến được niềm tin vững chắc như kim cang, tin sâu trí huệ thủ thắng của Phật, đối với lời dạy của Phật,
pháp môn thập địa lý giải được tướng vô ngã, thì sẽ nghe được tình thọ pháp môn thủ thắng này. Như vẽ màu trên không, như tướng gió trong không, trí mẫu ni như vậy, phân biệt rất khó thấy. Muốn nghe được pháp thủ thắng này mà minh bạch thọ dụng, là bậc có trí huệ giống như vẽ màu sắc rực rỡ ở trong hư không, lại giống như hình tướng của gió ở trong không, phải biết đó đều là không thể nghĩ bàn, không nên chấp trước. Trí huệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thâm sâu vi diệu, cho nên khó phân biệt giải thích nói, cũng không dễ gì khiến cho người khác minh bạch tin thọ. Tôi nghĩ Phật trí huệ tối thắng khó nghĩ bàn, thế gian không thể thọ, im lặng mà không nói. Vì tôi nghĩ nhớ đến trí huệ của Phật thật là thủ thắng nhất, không thể nào tưởng tượng được. Trên thế gian khó có người minh bạch được diệu pháp này, càng ít người có thể lãnh thọ được Phật pháp chí lý, cho nên tôi im lặng không giải thích với các vị. Bây giờ Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe nói như vậy rồi, bạch Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Phật tử, nay chúng hội này thầy đều đã tụ tập khéo tịnh thâm tâm, khéo trong sạch ý niệm, khéo tu các hạnh, khéo tập trợ đạo, khéo gần gũi trăm ngàn ước Phật, thành tựu vô lượng công đức căn lành, bỏ lìa si hoặc, không còn cấu nhiễm, thâm tâm tìm hiểu ở trong Phật pháp, không tùy theo chỉ dạy của người khác. Lành thay Phật tử, hãy nương thần lực của Phật mà vì diễn nói. Các Bồ Tát này đối với chỗ rất thâm sâu như vậy, thầy đều chứng biết. Bây giờ Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng nói kệ rồi, tiếp tục nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Ngài là đại đệ tử của Phật, hiện tại các vị Bồ Tát ở trong đại chúng pháp hội này đã tụ tập, các ngài đều đã khéo tịnh thâm tâm vì đã tu được tất cả hạnh lành, cho đến chỗ thâm sâu của tâm đều đã thanh tịnh, khéo trong sạch ý niệm, tư tưởng và ý niệm của các ngài cũng đều đã thanh tịnh, khéo tu các hạnh, về sự tu trì cũng biết tinh tấn dụng công như thế nào, khéo tập trợ đạo cũng minh bạch làm thế nào để dùng bi trí, thắng niệm để trợ giúp họ hành chánh đạo, cũng biết tăng trưởng trí huệ, thì phải gần gũi nhiều vị Phật, phát nguyện đời đời thấy Phật, thọ trì diệu pháp mới có thể thành tựu vô lượng căn lành. Vì đã từng gần gũi trong ngàn ước vị Phật mới thành tựu vô lượng căn lành, cũng mới bỏ lìa được ngu si và mê hoặc, càng không còn trần cấu nhiễm ô, thâm tâm tiến hiểu, dùng tâm thành tịnh nhất kiền thành của các ngài, tìm hiểu nghĩa lý Phật pháp thâm sâu, một lòng học tập Phật pháp, không tin tà thuyết của bảng môn tà đạo. Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng, ngài là đệ tử tốt của Phật, xin ngài nương đại oai thần lực của Phật để vì đại chúng diễn nói Phật pháp này. Các vị Bồ Tát ở trong pháp hội này, đối với chỗ cực kỳ thâm sâu vi diệu của pháp thập địa này, các ngài đều chứng biết được. Lúc đó Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt vì muốn thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn dùng kệ để nói: Nguyện nói an ổn nhất, vô thượng hạnh Bồ Tát, phân biệt nơi các địa, trí tịnh thành chánh giác. Lúc đó Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Tôi xin thỉnh Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng, hiện tại ngài hãy nói Phật pháp tốt nhất, an ổn nhất, pháp môn tối thượng của Bồ Tát tu hành, phân biệt giải thích đạo lý thập địa, khiến cho tất cả chúng sinh có thể đắc được trí huệ thanh tịnh, tương lai đều có thể thành Phật. Chúng này không trần cấu, trí giải đều sáng sạch, thừa sự vô lượng Phật biết được nghĩa điện này. Các vị Bồ Tát ở trong đại pháp hội này đều đã xa lìa hết thảy nhiễm ô và trần cấu, trí nguyện và lý giải của các ngài đều rất thanh tịnh và minh bạch. Các ngài cũng đã từng thừa sự cúng dường vô lượng chư Phật, các ngài cũng thấu hiểu được nghĩa lý thập địa. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử, tuy chúng này đã tụ tập khéo tịnh tư tưởng, xả lìa ngu si và nghi hoặc ở chỗ pháp thâm sâu, không theo sự chỉ dạy của người khác, nhưng có những chúng sinh khác kém hiểu biết, nghe việc thâm sâu không nghĩ bản này, sinh ra nhiều nghi hoặc, sẽ thọ các khổ não lâu dài. Tôi thương những người này, cho nên im lặng. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên, bèn dùng kệ nói rằng: Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nói với Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt: Phật tử, tuy nhiên các vị Bồ Tát ở trong pháp hội này đều đã khéo tịnh ý niệm, bỏ lìa nghi si và mê hoặc, đối với pháp thâm sâu vi diệu đã tin sâu không còn nghi ngờ nữa, cũng không truyền theo bảng môn tà đạo, song vẫn có những chúng sinh khác căn cơ hạn hẹp không minh bạch, nghe pháp lớn thâm sâu vi diệu không thể nghĩ bàn này rồi, rất dễ sinh ra nghi hoặc. Trong đêm dài vô minh mù xì, đây là ý nghĩa hình dung chúng sinh vô tri, không minh bạch pháp lớn, sinh tử mê muội, luân chuyển không ngừng,
nhìn không thấu được, buông bỏ chẳng đặng, không đắc được tự tại, chính mình làm khổ não mình. Tôi vì thương xót loại chúng sinh này, cho nên im lặng không nói. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng sợ đại chúng không minh bạch, lại dùng kệ để thuật lại. Tuy chúng này tịnh trí huệ rộng, thâm sâu minh lợi hiểu thấu được, tâm đều bất động như núi chúa, không thể nghiêng úp như biển lớn. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, tuy nhiên các vị Bồ Tát ở trong đạo tràng này đều thanh tịnh chẳng còn nhiễm ô, cũng có trí huệ rộng lớn, càng có trí bát nhã thâm sâu, thâm tâm tìm hiểu, biết rõ chánh tà, tâm tin của các ngài giống như núi chúa tu di, không bị cảnh bên ngoài dao động, cũng giống như biển lớn, không có ai có thể lật nghiêng qua được. Có người mới tu chưa thấu hiểu, theo thức mà hành không theo trí, nghe đây xin nghi đọa đường ác, tôi thương hạng này nên không nói. Song ở trong đại chúng này cũng có Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, tu hành chưa được bao lâu, trí huệ hiểu biết của họ không đủ, chỉ nương theo thức để phân biệt tất cả cảnh giới, chẳng có trí huệ chân chánh để nhận thức tất cả cảnh giới. Thức chỉ có thể phân biệt, trí mới nhận thức hiểu thấu được. Khi họ nghe pháp môn thập địa này, e rằng sẽ sinh ra tầm hoài nghi mà không tu, không tin pháp lớn này sẽ đọa vào ba đường ác, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Tôi thường xót những chúng sinh này cho nên không nói. Bây giờ Bồ Tát giải thoát nguyện lại bạch Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Phật tử, xin nương thần lực của Phật phân biệt diễn nói pháp không thể nghĩ bản này. Người này sẽ được Như Lai hộ niệm mà sinh tâm tin thọ. Tại sao? Vì khi nói thập địa thì tất cả pháp Bồ Tát phải như vậy, được Phật hộ niệm. Được hộ niệm nên nơi trí địa này hay sinh sự dũng mãnh. Tại sao? Vì đây là sự tu hành ban đầu của Bồ Tát, thành tựu tất cả các Phật pháp. Ví như viết chữ, nói số, tất cả đều dùng tự mẫu làm gốc, tự mẫu rốt ráo, không có chút phần để khỏi tự mẫu. Phật tử, tất cả Phật pháp đều dùng thập địa làm gốc, thập địa rốt ráo thì tu hành thành tựu được nhất thiết trí. Do đó Phật tử xin hãy diễn nói, người này sẽ được Như Lai hộ niệm, khiến cho họ tiên thọ. Bấy giờ Bồ Tát giải thoát nguyệt muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát giải thoát nguyệt lại nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng: Phật tử, xin ngài hãy nương oai đức thần lực của mười phương chư Phật và bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phân biệt nói pháp không nghĩ bản này, phân tích giải nói tỉ mỉ pháp môn không thể nghĩ bản này, khiến cho người nghe được pháp môn này phá trừ nghi hoặc của họ mà sinh niềm tin, sẽ đắc được sự hộ trì của chư Phật mà sinh ra lòng tin. Vì sao? Vì khi nói pháp môn thập địa thì tất cả Bồ Tát nghe pháp này nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Vì được hộ niệm, vì được chư Phật hộ niệm nên nghe được pháp thập địa đại trí huệ này rồi, sẽ sinh ra sự dũng mãnh, sinh ra tâm dũng mãnh rất lớn. Vì sao? Vì đây là sự thực hành ban đầu của Bồ Tát. Vì pháp môn này là pháp môn tu hành của tất cả Bồ Tát, vì thành tựu tất cả các Phật pháp, mà tu trì pháp môn này sẽ thành tựu hết thảy pháp của Phật nói. Ví như vẽ chữ, nói số, đưa ra ví dụ, giống như viết chữ, bắt đầu thì phải biết tự mẫu, chữ cái, nói số tức là liên hợp, rất nhiều chữ đơn trở thành một câu có ý nghĩa. Tự mẫu rốt ráo, nếu bạn biết viết những chữ cái thì tuyệt đối không có tơ hào sai lầm, hết thảy chữ cũng không lìa khỏi chữ cái. Phật tử, tất cả Phật pháp đều dùng thập địa làm gốc, hết thảy pháp của chư Phật nói đều dùng pháp thập địa làm cơ bản. Thập địa rốt ráo, nếu tu hành viên mãn pháp thập địa thì có thể nói tu hành thành tựu cũng sẽ đắc được nhất thiết trí huệ. Cho nên muốn thỉnh ngài Phật tử, vì các vị Bồ Tát trong pháp hội này mà dễ nói pháp môn này, khiến cho người nghe được pháp này nhất định sẽ được các Như Lai hộ niệm, cũng khiến cho họ sinh ra tâm tin y giáo phụng hành. Lúc đó Bồ Tát giải thoát nguyệt muốn thuật lại ý nghĩa vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói ra. Lành thay, Phật tử xin diễn nói, hạnh các địa nhập vào Bồ Đề, tất cả đứng tự tại mười phương đâu chẳng hộ niệm trí căn bản. Bồ Tát giải thoát nguyệt lại khen Bồ Tát Kim Cang Tạng một tiếng, nói: Ngài là đại đệ tử của Phật, hy vọng ngài thương xót tất cả chúng sinh. Vì chúng sinh diễn nói pháp môn thập địa này có thể khiến cho những vị Bồ Tát này đi vào trong Bồ Đề giác đạo, học tập tu trì pháp môn các địa trong thập địa. Mười phương chư Phật Thế Tôn đều đang gia trì hộ niệm những người nghe pháp môn thập địa này và những người tu hành pháp môn thập địa, vì pháp thập địa là trí huệ căn bản. An trụ trí đây cũng rốt ráo, tất cả Phật pháp từ đây sinh. Ví như vẽ chữ, tự mẫu nhiếp,
Như vậy Phật pháp lường thập địa, an trụ trí đây là chỉ trí của pháp thập địa, nghĩa là nói trí huệ của pháp thập địa là trí huệ triệt để nhất, chánh quyết nhất, viên mãn nhất, thủ thắng nhất. Tại sao gọi là địa? Vì pháp của chư Phật nói đều từ thập địa sinh ra. Ví như viết chữ nhất định phải căn cứ theo tự mẫu chữ cái, viết làm văn nhất định trước hết từng chữ. Tất cả Phật pháp nương vào thập địa làm cơ sở mà sinh khởi. Tu học Phật pháp cũng phải lấy pháp thập địa làm chỗ nương tựa y cứ. Bấy giờ các chúng đại Bồ Tát cùng lúc đồng thanh hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng mà nói kệ rằng: khi Bồ Tát giải thoát nguyệt nói xong bài kệ ở trên, thì lúc đó vô lượng các vị đại Bồ Tát trong mười phương đồng thời đồng thanh cùng nhau dùng kệ hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp nói: trí thượng diệu vô cấu, biện vô biên phân biệt, tuyên dương lời sâu đẹp, nghĩa tương ưng bậc nhất. Đại đệ tử của Phật, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Ngài đã chứng được đại trí huệ thanh tịnh vô cấu vi diệu tối thượng. Hiện tài của Ngài cũng vô lượng vô biên, nói rất là tỉ mỉ, rất có đạo lý. Hiện tại hy vọng Ngài đối với chúng tôi tuyên nói đạo lý vi diệu thâm sâu vô thượng với pháp môn thập địa, nghĩa tương ưng bậc nhất. Niệm trì hạnh thanh tịnh, thập lực tập công đức, biện tài phân biệt nghĩa, nói địa tối thắng này. Những vị Bồ Tát này đều là niệm và tu hành, tất cả đều là người thanh tịnh. Các ngài tu trì thập lực của Phật, tích tập đủ thứ công đức, trí huệ cũng đã phân biệt tất cả nghĩa lý và đại biện tài vô ngại. Xin thỉnh đại Bồ Tát, Ngài nói pháp môn thập địa thủ thắng này. Định giới tập chánh tâm, lìa ngã mạn, tà kiến, chúng này không niệm nghi, xin nguyện nghe khéo nói. Những người ở trong pháp hội này nghe Ngài giải nói đều là những bậc tu định giữ giới thanh tịnh, có chánh trì chánh kiến. Các ngài đã xa lìa cũng cao ngã mạn, chẳng có tư tưởng tà kiến. Các ngài đối với pháp môn thập địa không có ý niệm hoài nghi, đều rất thành tâm chuyên nhất lắng nghe Ngài tuyên nói pháp môn thập địa. Như khát nghĩ nước lạnh, như đói tưởng thức ăn, như bệnh nghĩ thuốc hay, như ong tham mật tốt. Giống như người gặp lúc vừa nóng vừa khát, nghĩ đến muốn uống một ly nước mát lạnh, lạnh ý nghĩa là mát mẻ. Lại giống như người đói tưởng nghĩ đến có chút thức ăn để ăn cho đỡ đói. Lại giống như người bệnh nghĩ đến tìm thuốc hay để trị bệnh. Lại giống như con ong hằng ngày đi tìm mật hoa vì muốn làm một tổ ong mật tốt lưu trữ qua mùa đông. Chúng tôi cũng như vậy, nguyện nghe pháp cam lồ lành thay trí rộng lớn, xin nói vào các địa thành thập lực vô ngại, tất cả hạnh thiện thệ. Đại chúng ở trong pháp hội này cũng giống như những tư tưởng vừa nói ở trên, hy vọng lắng nghe để được sự giải khát, được ăn no chữa lành bệnh, diệu pháp xả lìa tất cả tham sân si. Bồ Tát Kim Cang Tạng, Ngài là bậc có trí huệ rộng lớn, xin Ngài nói làm sao để đi vào pháp môn thập địa. Vì Ngài đã thành tựu thập lực giống như Phật, đã đến quả vị không chướng ngại, cũng đã tu chứng đến tất cả các hạnh đồng như Phật. Bấy giờ giữa chân mày của Đức Thế Tôn phóng ra luồng quang minh thanh tịnh tên là Bồ Tát được Diệm Minh, có trong ngàn A Tăng Kỳ quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, không có chỗ nào mà không chiếu đến, khổ ba đường ác đều được ngừng nghỉ. Lại chiếu đến tất cả chúng hội của Như Lai, hiện hiện lực không nghĩ bàn của chư Phật. Lại chiếu đến tất cả thân Bồ Tát được chư Phật gia trì, thuyết pháp trong mười phương tất cả thế giới. Làm như vậy rồi trở thành đà lưới mây đại quang minh, trụ ở trên hư không. Lúc đó mười phương chư Phật cũng đều như vậy, từ giữa chân mày phóng ra đường quang minh thanh tịnh. Quang minh đó tên là quyến thuộc tác nghiệp, đều đồng như đây. Lại cũng chiếu đến Đức Phật và đại chúng ở thế giới ta bà này, cùng với thân Bồ Tát Kim Cang Tạng, tòa sư tử, rồi trở thành đài lưới mây đại quang minh, trụ ở trong hư không. Lúc đó ở trong đài quang minh, nhờ oai thần lực của chư Phật mà nói bài kệ rằng: khi Bồ Tát nói bài kệ ở trên vừa xong, thì lúc đó ở giữa chân mày của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra luồng quang minh rất thanh định. Quang minh đó tên gọi là Bồ Tát Đại Trí Lực Diệm Quang Minh, là quang minh lửa ngọn pháp lực của Bồ Tát, có trong ngàn A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc. Riêng ngoài còn có đủ thứ vô lượng quang minh làm quyến thuộc cho quang minh này, chiếu đến khắp mười phương hết thảy thế giới của chư Phật, chẳng có một nơi nào mà không chiếu đến. Khổ của ba đường ác đều ngừng nghỉ, khổ hình đang thọ ở trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng đều tiêu diệt. Lại chiếu đến hết thảy chư Phật ở trong đạo tràng pháp hội, hiện hiện lực không nghĩ bàn của chư Phật, dùng quang minh sáng chói đó để hiển bày pháp lực của chư Phật không thể tưởng tượng được,
lại chiếu đến thân Bồ Tát đang thuyết pháp, được Phật lực của chư Phật gia trì ở trong mười phương hết thảy thế giới. Làm việc đó rồi, chiếu như vậy rồi, đèn trụ ở trong hư không kết thành đài lưới mây đại quang minh. Lúc đó chư Phật những phương khác trong mười phương cũng lại như vậy, cũng giống nhau, từ giữa chân mày phóng ra luồng quang minh thanh tịnh, cũng tên là Bồ Tát Đại Trí Lực Diệm Quang Minh. Quang minh đó tên là quyến thuộc tác nghiệp, tác dụng làm quyến thuộc quang minh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tác dụng ủng hộ với nhau. Đều giống như ở đây, giống như quang minh của Đức Thế Tôn chiếu khắp mười phương thế giới, chiếu đến Phật, pháp hội đại chúng, thần Bồ Tát Kim Cang Tạng ở thế giới Ta Bà, cùng với tòa sư tử của Ngài. Rồi quang minh đó kết thành đại lưới đại quang minh, trụ ở trong hư không, ở trong đại quang minh, nhờ sức đại oai đức thần thông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mà nói ra bài kệ dưới đây. Phật không ai bằng, như hư không mười phương vô lượng, thắng công đức tối thắng vô thượng trong thế gian, Đức Phật Thích Ca gia hộ họ. Đức Phật chẳng có ai có thể sánh được, vì diệu giống như hư không. Đức Phật có mười lực, lại có vô lượng công đức thủ thắng. Ở nhân gian, Đức Phật tối thắng nhất, cao thượng nhất. Phàm là người hay thuyết pháp độ sinh, Phật lực sẽ gia bị cho bạn. Phật tử sẽ nương lực chư Phật, khai tạng pháp vương tối thắng này, các địa trí rộng hạnh thắng diệu, dùng Phật oai thần phân biệt nói: Phật tử, Bồ Tát Kim Cang Tạng, ngài hãy nương sức oai thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, vì đại chúng khai diễn hạnh Bồ Tát thủ thắng nhất của pháp vương có đủ. Vì ở trong pháp thập địa, mỗi địa đều có trí huệ rộng lớn của mỗi địa, đều có pháp môn tu hành vi diệu khác nhau của mỗi địa. Nhờ Phật được gia trì mới có thể phân biệt giải nói tỉ mỉ. Nếu được sức thiện thệ gia trì, sẽ được pháp bảo nhập vào tâm, các địa vô cấu lần lượt đầy, cũng đủ mười lực của Như Lai. Nếu như bạn được Phật lực gia trì, thiện thệ là một trong mười danh hiệu của Phật, thì vô lượng pháp bảo sẽ nhập vào trong biển não của bạn. Khi dễ nói Phật pháp thì nó rất viên dung vô ngại, nghĩa lý phần mình. Thập địa, mỗi địa đều thanh tịnh vô cấu. Thêm vào đó, thêm vào có thể nương tựa thứ lớp tu trì thì nhất định có thể chứng được quả vị viên mãn, cũng sẽ đầy đủ mười lực giống như Đức Phật. Tùy trụ nước biển trong kiếp lửa, khảm thọ pháp này tất được nghe, nếu có người không tin sinh nghi, vĩnh viễn không nghe nghĩa như vậy. Tuy nhiên, bạn trụ ở trong nước biển nhiều như vậy, sâu như vậy, ở trong kiếp lửa, thành trụ hoại không cũng nên nhẫn thọ kiếp khổ nạn đó. Gặp lúc giảng về thập địa thì nhất định cũng muốn nghe, nghĩa là nói thà chịu khổ ở trong ba đường ác, cũng không bị tám nạn chướng ngại sự nghe pháp. Nhưng có người đối với pháp thập địa sinh nghi hoặc không tin, thì họ vĩnh viễn chẳng có cơ hội nghe được pháp thủ thắng như vậy. Nên nói các địa đạo thắng trí và trụ lần lượt mà tu tập, từ cảnh giới hành pháp trí sinh vì lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nên đối với đại chúng giải nói đạo lý trí huệ thù thắng của Bồ Tát mỗi địa trong thập địa, khiến cho đại chúng vào được trong pháp địa, lần lượt khiến cho chúng sinh y theo thứ lớp tu tập, từ trong cảnh giới tu hành sinh ra pháp trí, vượt qua tục trí, hy vọng có thể lợi ích tất cả chúng sinh trong pháp hội. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng quán sát mười phương, vì muốn khiến cho đại chúng tăng trưởng niềm tin thanh tịnh mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng quan sát nhân duyên đại chúng trong pháp hội, hy vọng khiến cho tâm tín hiểu của đại chúng tăng trưởng thanh tịnh, lại dùng kệ để nói ra: Đại đạo của Như Lai vi diệu khó biết được, chẳng niệm lìa các niệm, cầu thấy không thể được. Đức Phật giống như con đường lớn, đại đạo tức là con đường của bậc thánh, chỗ vi diệu của ngài không thể tưởng tượng được. Khi bạn đã lìa niệm rồi, còn phải tiến thêm một bước nữa, ý niệm lìa niệm cũng phải xả bỏ. Nếu bạn muốn dùng âm thanh sắc tướng cầu thấy Phật, dùng thanh sắc cầu thấy Pháp, thấy sắc cầu thanh, như vậy không thể nào minh bạch pháp môn thập địa này. Không sinh cũng không diệt, tánh tịnh luôn vắng lặng, người lìa cấu thông huệ, chỉ đó chỗ tu hành. Pháp môn thập địa, tức là Phật tánh của chúng ta vốn có, trí huệ vốn có, bản tánh quang minh tạng vốn có. Bản tánh đó không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, luôn luôn thanh tịnh. Vì thường thanh tịnh cho nên luôn luôn vắng lặng không động, bỏ một phần nhiễm ô tăng thêm một phần thanh tịnh, nhiễm ô và thanh tịnh là phép đối đãi, tăng thêm thanh tịnh tức là tăng thêm trí huệ, tăng thêm nhiễm ô tức là tăng thêm ngu si,
Có trí huệ thì dần dần thăng đi lên, ngu si thì càng ngày càng đọa lạc. Cổ thánh nhân có nói, quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Tức là ý nghĩa này, mục đích chúng ta tu hành là vì khai mở trí huệ, diệt ngu si. Pháp thế gian không thành tịnh nhất, nhiễm ô nhất là nam tham hoan, nữ tham ái, đều do đây mà ràng buộc không thể vượt thoát được. Nguyên nhân của nó là không thể học thánh nhân chuyển nhiễm ô thành thanh tịnh. Phàm là lìa khỏi nhiễm ô khôi phục lại thanh tịnh thì sẽ đắc được thông minh trí huệ chân chánh, mới là thánh nhân chân chánh, thông minh có trí huệ. Các vị đều là đệ tử của Phật, đều đã lìa khỏi tất cả nhiễm ô, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, trở thành thánh nhân, thật có trí huệ. Trí huệ của người thông minh có trí huệ và sự tu hành của Bồ Tát, tức là pháp môn thập địa này. Tự tánh vốn vắng lặng, không hai cũng vô tận, giải nói về các cõi, trụ niết bàn bình đẳng. Tự tánh của mỗi người chúng ta vốn là thanh tịnh, vốn là gì cũng chẳng có, vì mình quay lưng giác ngộ hợp với trần lao, nhiễm khổ làm vui, vì tăng thêm nhiều phiền não. Tuy nhiên tự tánh không có một vật gì, không hình không tướng, không người không ta, không chúng sinh không thọ mạng, nhưng cũng không thể nói không có, giống như hư không, không thể nói không có hư không. Trí huệ của thập địa này hay đắc được thanh tịnh, giải thoát tự tại, thoát khỏi bốn đường ác. Bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Nếu bạn minh bạch pháp môn thập địa thì sẽ minh bạch sinh tử, niết bàn là bình đẳng. Do đó sinh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Nếu không minh bạch pháp môn thập địa này thì sinh tử vẫn là sinh tử, niết bàn vẫn là niết bàn, cả hai chẳng có tơ hảo quan hệ để nói cả. Chẳng đầu, chẳng giữa cuối, chẳng ngôn từ để nói, vượt qua khỏi ba đời, tướng đó như hư không. Trí huệ của pháp môn thập địa không thể phân làm giai đoạn ban đầu, giữa, cuối để nói. Bồ Tát phát tâm được bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển, cũng không trước sau, chẳng có lời lẽ để nói, cho nên tôi, Bồ Tát Kim Cang Tạng, không muốn giải nói, vì pháp môn này vượt qua khỏi tất cả pháp ba đời, hình trạng thật của nó giống như hư không. Tịch diệt chỗ Phật hành, lời nói không đến được, hành thập địa cũng vậy, khó nói khó thọ được. Pháp môn này là tướng tịch diệt, nhìn mà chẳng thấy, tính mà chẳng nghe, người mà không mùi, đó là chỗ hành của Phật vì diệu nhất. Nếu như tôi dùng ngôn ngữ để giải thích, thật không cách chi nói minh bạch được. Pháp môn tu hành nói ở trong thập địa, cũng giống như ví dụ tôi đã nói ở trước, không dễ gì nói minh bạch được. Do đó, ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, chúng sinh cũng không dễ gì tin nhận, cũng không dễ gì tiếp thọ. Trí khởi cảnh giới Phật, chẳng niệm bìa tâm đạo, chẳng uẩn môn giới xứ, trí biết ý chẳng hay. Do trong trí huệ sinh ra cảnh giới, là cảnh giới của Phật chứng, như ý nghĩa ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt đã nói ở trên, nên tức niệm lìa niệm, niệm mà không niệm, tức là chẳng niệm, lìa khỏi tất cả sự tưởng tượng ở trong tâm. Pháp môn này cũng chẳng phải từ tu năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, 18 giới, 6 căn, mắt tai mũi lưỡi, thần ý, 6 trần, sắc thanh hương vị, xúc pháp, 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thể thức, thần thức, ý thức, 12 xứ, 6 căn, 6 trần, có thể đắc được, phải dùng trí huệ mới hiểu rõ được, dùng ý niệm và tư tưởng không cách chi minh bạch được. Như dấu chim trong không, khó nói khó chỉ bày, nghĩa thập địa như vậy, tâm ý không hiểu được. Giống như chim bay ở trong hư không, có dấu tích gì để nói, có vết tích gì để biểu thị. Nghĩa lý bao hàm pháp thập địa cũng không thể dùng tâm và ý niệm của chúng sinh có thể hiểu rõ được. Từ bi và nguyện lực, sinh ra tu hạnh địa, thứ tự tâm viên mãn, trí hành chẳng nghĩ cảnh. Bồ Tát hay dễ nói pháp môn thập địa, đều nương vào từ bi và nguyện lực của chư Phật sinh ra tại thế gian để tu hành pháp môn thập địa này, nương tựa vào thứ tự của mỗi địa, khiến cho tâm trí huệ viên mãn, khiến cho đạo bồ đề giác ngộ thành tựu. Đây là do trí huệ tu hành pháp môn, chẳng phải dùng tâm suy nghĩ có thể minh bạch được cảnh giới. Cảnh giới đó khó thấy, biết được không thể nói, nên Phật lực diễn nói, các ông nên kính thọ. Cảnh giới đó rất khó thấy được, biết pháp môn đó còn dễ hơn. Nếu muốn giải thích dễ nói không dễ dàng chút nào, phải nương vào sức thập lực của chư Phật gia trì mới có thể diễn nói. Các vị Bồ Tát nghe được pháp môn này đều phải cung kính nghe thọ pháp này. Như vậy trí tu hành, ước kiếp nói không hết, này tôi chỉ lược nói nghĩa chân thật, không thừa. Pháp môn này dùng trí huệ để tu hành, tức là dùng thời gian vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Hiện tại tôi, Bồ Tát Kim Cang Tạng, chỉ nói sơ lược,
nghĩa lý chân thật vô cùng vô tận, không thừa sót. Một lòng cung kính trở, tôi nương Phật lực nói pháp âm thắng vi diệu, chữ ví dụ tương ưng. Các vị Bồ Tát, một lòng một dạ cung kính đợi, tôi nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật để diễn nói pháp âm vi diệu thủ thắng này. Pháp thập địa chẳng có gì có thể tương ưng, chỉ dùng ý nghĩa, chữ vẽ để làm ví dụ. Vô lượng Phật thần lực đều nhập vào thân tôi, chỗ này khó tuyên bày, nay tôi nói ít phần. Vô lượng vô biên chư Phật dùng sức thần thông của các ngài cùng nhau gia trì vào thân tôi, vì pháp môn thập địa rất vi diệu thâm sâu khó tuyên nói, cho nên hiện tại tôi chỉ nói ít phần. Phật tử, nếu có chúng sinh trồng căn lành sâu dày, khéo tu các hạnh, khéo tập trợ đạo, khéo cúng dường chư Phật, khéo tập pháp trắng tịnh, được thiện tri thức khéo nhiếp, khéo thanh tịnh thâm tâm, lập trí rộng lớn, sinh hiểu biết rộng lớn, tứ bi hiện tiền vì cầu trí của Phật, vì đắc được mười lực, vì được đại vô úy, vì được pháp bình đẳng của Phật, vì cứu tất cả thế gian, vì tịnh đại từ bi, vì được mười lực trí không thừa, vì tịnh tất cả cõi Phật không chướng ngại, vì một niệm biết tất cả ba đời, vì chuyển đại pháp luân vô sở úy. Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, nếu như có chúng sinh đã gieo trồng căn lành thâm sâu, lại tu hành pháp môn lục độ hạnh rộng lớn, lại tu tập pháp môn trợ giúp họ thành đạo, lại cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời, lại hiểu biết tu tập hết thảy pháp môn tối thượng, lại nhiếp thọ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, làm đại thiện tri thức của chúng sinh, lại biết hàng phục thân tâm, xa lìa trần cấu, được thâm tâm thành tịnh, và còn lập trí khí rộng lớn vô biên, cứu độ chúng sinh không có tâm phân biệt, phát đại nguyện không sợ gian nan, sinh hiểu biết rộng lớn đối với chánh pháp của Phật, sinh ra tâm tin rộng lớn vô lượng vô biên và chân lý giải vững chắc, từ bi hiện tiền, người tu đạo đối với bất cứ người nào cũng phải có lòng từ bi, vì cầu được trí huệ giống như Phật, vì tu được mười lực của Phật, vì muốn có trí dũng vô sở úy lớn nhất, vì muốn đắc được pháp môn bình đẳng của Phật, vì cứu bạt hết thảy chúng sinh của thế giới, vì tịnh đại từ bi, nghĩa là muốn đắc được tâm từ bi thành tịnh lớn nhất, tức là chánh trí xuất thế gian, vì được mười lực trí không thừa, vì muốn đắc được hết đại trí huệ của Phật, vì trang nghiêm thành tịnh hết thảy cõi nước chư Phật, chẳng có chút gì chướng ngại, vì muốn được một động niệm thì biết được tất cả nhân quả ba đời, vì luôn luôn chuyển đại pháp luân vô thượng mà chẳng có chút tâm sợ sệt nào, vì đủ thứ duyên như vậy nên phải nghe thọ pháp môn thập địa này. Phật tử, Bồ Tát khởi tâm như vậy, dùng đại từ bi làm đầu, trí huệ tăng thượng, phương tiện khéo léo nhiếp thọ, thầm tầm tối thượng nhiếp trì, có vô lượng lực Như Lai khéo quan sát phân biệt, có sức dũng mãnh trí lực trí vô ngại hiện tiền, tùy thuận trí tự nhiên thọ trì tất cả Phật pháp, dùng trí huệ giáo hóa rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai. Phật tử, Bồ Tát ban đầu phát tâm như vậy, liền vượt qua được địa vị phàm phu, nhập vào bậc Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai. Không ai có thể nói chủng tộc của ngài lỗi lầm, để cõi thế gian, nhập vào đạo xuất thế, được pháp Bồ Tát, trụ chỗ của Bồ Tát, vào ba đời bình đẳng, ở trong giống tánh Như Lai quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát trụ pháp như vậy, tên là trụ Bồ Tát Hoan Hỷ Địa, vì dù bất động tương ưng. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi Bồ Tát sinh khởi đủ thứ tâm niệm ở trên, thì dùng đại bi làm đầu, vì tâm đại bi hay cứu khổ chúng sinh, khiến chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên nói dùng đại bi làm đầu, trí huệ tăng thượng, tu pháp Bồ Tát thì đắc được trí huệ của Bồ Tát, tu nhiều hạnh Bồ Tát thì trí huệ sẽ tăng thượng, khi nói pháp thì sẽ có trí huệ phương tiện khéo léo, sức biện tải vô ngại, sở nhiếp trì là thâm tâm tối thượng vi diệu, sở trì là vô lượng sức oai thần của Phật, lại có vô lượng trí huệ khéo quan sát tất cả và khả năng phân biệt tất cả cảnh giới, rất dũng mãnh hướng về trước, tinh tấn tu hành, bất luận cảnh giới gì hiện tiền ngài cũng đều có trí huệ ứng phó không bị chướng ngại, thường có một thứ trí lực rất tự nhiên khiến ngài lãnh thọ tất cả pháp môn của chư Phật nói, dùng trí huệ để giáo hóa tất cả chúng sinh, cảnh giới đó rộng lớn như pháp giới, khắp cùng tất cả mọi nơi, rốt ráo triệt để như hư không, không chướng ngại, có thể hết thuở kiếp vị lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, khi bắt đầu phát tâm đại bi thì lập tức vượt khỏi được địa vị phàm phu, nhập vào địa vị Bồ Tát, sinh vào trong gia tộc của Như Lai. Chẳng có ai có thể tìm ra lỗi lầm của Bồ Tát và quyến thuộc của Phật. Lìa cõi thế gian, lìa khỏi bốn đường ác của thế gian, địa ngục ngạ quỷ, súc sinh Atula,
chứng được thánh đạo, vượt qua ba cõi, để tất cả pháp môn của Bồ Tát tu trì, chỗ nơi thanh tịnh của Bồ Tát trụ, không xả bỏ thế gian, cũng có thể phương tiện không nhiễm, càng đắc được trí huệ ba đời bình đẳng, ở trong giống tánh Như Lai, trong giống tánh thầm sâu của Phật, sẽ đắc được giác quả Bồ Đề cao thượng. Bồ Tát trụ pháp như vậy, tên gọi là trụ Bồ Tát Hoàn Hỷ Địa. Bồ Tát tu đến pháp môn này, tức là sơ địa, trong thập địa, gọi là Hoan Hỷ Địa. Vì Ngài đã chứng được sơ địa, sinh ra tâm đại hoan hỷ. Sự hoan hỷ đó do định lực mà sinh ra, cho nên nói dùng tướng bất động và định tương ứng